Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư một lô đất nền nằm tại ấp 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Lô đất em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình có chiều ngang mặt tiền lộ nhựa là được 25m, sâu hai cạnh là một bên 65 và một bên 53, với tổng diện tích là 1.424,4m². Đất của mình hiện tại là đang đất trồng cây lâu năm nha quý cô chú anh chị mình. Thì chủ nhà bán với giá mong muốn là 67 triệu 1m² nha. Thì so với giá khu vực xung quanh đây, ở gì mình di chuyển từ đây lên trên cỡ tầm hơn 100m là gặp ngay một cái ngã tư. Ở đó là buôn bán hàng hóa, dân cư tấp nập, đầy đủ đồ ăn khô, tươi sống, nhu yếu phẩm cung cấp cho mình là đã dao động trên 100 triệu 1m rồi nha. Đó, thì bây giờ cái lô của mình chỉ cách 100m, chủ nhà bán với giá mong muốn là chỉ có 67 triệu 1m². Thì bây giờ em sẽ quay ranh giới đầu đuôi cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì trong quá trình xem video, quý cô chú anh chị mình muốn tham khảo về đất hay gặp trực tiếp em trao đổi hoặc xem sổ thì kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Dạ, bây giờ em sẽ quay thực tế cái ranh giới và nguồn trên đất của mình cho cả nhà mình cùng theo dõi nha. Đây là cái ranh giới đầu tiên của mình nha cả nhà mình. Đã được cắm mốc và đặc biệt quý cô chú anh chị mình yên tâm nha. Chủ nhà của mình sẽ đảm bảo đất của mình là đúng quy hoạch, không bị tranh chấp và đủ diện tích đất nha. Thì từ cái ranh giới này của mình, chạy thẳng bên này của mình là sẽ được 25m. Và sâu xuống của mình là bên này của mình là được 57 và bên kia là được hơn 60 ha. Thì trên đất của mình bây giờ chủ nhà đó đang trồng toàn bộ cây này, cây gì nhỉ em? À, cây này là cây mãn tông nhé cả nhà mình. Cây này thì là để dùng để làm cán cuốc, cán sạc hoặc là cán dao. Nói chung là phục vụ cho đó nhiều cái nhu yếu trong cái cuộc sống của người lao động của mình. Đó, còn cái đường này là đường liên xã nhé cả nhà mình ha. Đường này là mở rộng 12m và thẳng đi vào đây là sẽ di chuyển vào đường khu du lịch sinh thái của thôn 6 Thiện Hưng mình luôn. Đó, và dân cư ở đây cả nhà mình nhìn vậy thôi. Tại vì do diện tích của mỗi nhà rất rộng nên là nhà cửa san sát, nhưng mà ít nhất của mỗi nhà sẽ dao động từ 2 đến 3 sào đất. Đó, và bây giờ em đi vào trong cho cả nhà mình cùng quan sát luôn nha. Cái lô đất em giới thiệu với cả nhà mình nhé, từ thành phố mình di chuyển lên là sẽ dao động từ 150 tới 170 km nha cả nhà. Còn từ Bình Dương mình di chuyển lên là sẽ dao động từ 120 tới 130 km. Thì mình sẽ đi quốc lộ từ quốc lộ 13, đi từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Miền đất của em nằm tại ấp 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Em xin phép nhắc lại là chủ nhà bán với giá mong muốn là 67 triệu 1m² và lô đất của mình với tổng chiều ngang là 25m nha. Thì quý cô chú anh chị mình lấy số tiền nhân với cái mặt tiền chiều ngang ra cái tổng diện với tổng tiền cho em với nha. Đây cả nhà, vào đây cực kỳ mát luôn cả nhà. Có khả năng mình làm du lịch ở đây cũng được, mắc võng để nằm nghỉ dưỡng cũng được luôn cả nhà mình ơi. Quá mát mẻ luôn. Còn chất đất ở đây là chất đất đen nha cả nhà mình. Đó. Đây. Nói chung đã vào đây là không muốn ra luôn cả nhà mình. Mát, sạch sẽ, đẹp. Hàng cách hàng quá chứ là đẹp luôn. Đó. Thì từ cái lô đất của mình mà di chuyển ra đường DT759B, đồng thời là trung tâm trường chợ trạm của xã Thiện Hưng mình là chỉ dao động có 3 km thôi nhé cả nhà. Ở đó là sẽ có trường tiểu học, bệnh viện và ủy ban xã các thứ là đầy đủ hết ở đó luôn. Đó. Lô đất này là so với thị trường xung quanh là giá rất chi là mềm nha cả nhà. Xung quanh ở đây nếu mà quý cô chú anh chị đã lên với bọn em và đã mua một vài đất trên cái thôn 6 này thì cũng có nhiều quý cô chú anh chị biết là đã mua tới 7, 8, 90 triệu một mét. Mà cái lô này là chỉ có đúng 67 triệu. Đó, chủ nhà là bán với giá thực tế là mong muốn ra.
Và chủ nhà có nói nếu cỡ được 65 hoặc 66 là sẽ chốt nha. Thì cái này là em cũng xin phép là chủ nhà bảo quay lên 67 để cho thương lượng. Đó, em xin nói rõ để cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát và tham quan luôn. Còn mình thì quý cô chú anh chị yên tâm, trong quá trình xem video, cả nhà yên tâm bọn em sẽ cho gặp trực tiếp chủ và xem sổ sách rõ ràng luôn nha. Đây nha cả nhà, cái ranh giới của mình là giáp ranh với cái lô cao su hàng xóm, đã được ranh giới rất là rõ ràng luôn. Đó, đây ha. Từ đây mình quay ngược lên cái mặt tiền đường của mình này cả nhà. Đó, rất chi là đẹp luôn. Và em xin nói là đất ở đây toàn đất của người dân mình nha, không phải của công ty hay khu công nghiệp gì ha, mà của nhà nước nha cả nhà mình. Đó, và từ đây thì đường xá rất chi là thuận tiện luôn. Dạ thì nãy giờ em cũng đã quay sơ lược đầu đuôi cái ranh giới nằm tại ấp 6 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư mình tham khảo. Thì trong quá trình em quay video, cả nhà có thể bấm vào kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để theo dõi những video em gửi lên. Và trong lúc xem video, cả nhà ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Dạ em rất cảm ơn cả nhà mình. Đó, còn bây giờ cái video này em xin phép tạm dừng tại đây. Em xin phép nói lại là chiều ngang của mình là 25, sâu một bên 57, một bên hơn 60. Tổng diện tích là gần 1 sào rưỡi nhé cả nhà mình ha. Chủ nhà bán là chỉ có 67 triệu 1 mét ngang. Và đất của mình là đất phun hồng luôn nhé cả nhà mình. Đăng ký thổ cư thoải mái. Hiện tại đất của mình là đất trồng cây lâu năm. Đó, thì đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua.